Xin chào mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay đưa đến cho mọi người một con app được mang tên là Universal Studio. Và mọi người sẽ đăng ký bằng cách thức như thế nào? Mọi người sẽ bấm một cái phần đường link của mình để dưới phần mô tả và bấm đến giúp mình những cái phần email, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu bảo mật ở đây và bấm đăng ký. Như vậy là thành công. Đây là một con app đầu tư và mình sẽ tham gia vào ngay nha. Thì giờ này mình sẽ tham gia và mình sẽ kiếm được tiền bằng con app này, được chưa? Thì giờ mọi người sẽ thấy ngay này, khi mình vào thì mọi người thấy đây là cái con app có thể làm với con game, với con universe đó. Đây là kiểu có trung tâm giải trí đó, thì mọi người sẽ thấy này, với cái phần thức là như thế nào, nó sẽ có ở cái phần ok mình sorry mọi người tí cao cấp này đó, thì nó sẽ có những cái gói đầu tư tùy theo mọi người có thể đầu tư ở đây đó. Đầu tư 60 đô thì thu nhập hàng ngày nó sẽ khác nhau với những cái gói đầu tư. Thì giờ làm thế nào có thể đầu tư được thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái thức đầu tư này. Thì đây mình sẽ bấm vào cái phần nạp đi đó. Phần nạp ở đâu thì giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết này. Ok, thế mọi người có thể lựa chọn vào phần nạp USDT ở đây. Ví dụ nha, mình sẽ muốn nạp 10 đô đúng chưa? Mình chỉ cần làm gì ạ? Sao chép ở đây, mình sao chép này, mình sẽ khi mình nạp thành công này, nhớ là bấm hoàn tất nạp. Và mọi người lưu ý giúp mình, đây là USDT TRC20 được chưa? Đây là USDT TRC20 và mọi người sẽ thấy ngay đó. Thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ tham gia cái gói đầu tiên. Ví dụ như này mình sẽ xác nhận đó, mình xác nhận đó, điểm có thể thu nhập được. Có nghĩa là sao? Mình sẽ cần phải tham gia và thu nhập cái gói đầu tư này đó. Thì mình đã bắt đầu mình sẽ làm nha. Ở cái gói mình sẽ đánh giá này, ví dụ như đây mình sẽ đánh giá ở đây là 5 sao đúng chưa? Đây là cái thức mọi người đánh giá và kiếm được tiền. Ví dụ nha, ở đây mình sẽ xem một cái video ở đây. Ok, mình sẽ tắt tiếng đi một chút nha. Đó, 27 giây một cái video thì sẽ đợi một chút nha, mình sẽ đợi một chút sau khi nó tải được. Thì giờ sau khi mọi người thấy ngay, mình tải đây, ví dụ như đây, nó chạy hết 27 giây và mọi người chỉ cần đánh giá cái bài của nó thôi, được chưa? Mọi người đánh giá cái bài của nó. Thì sau khi mọi người xem đây, mình sẽ đánh giá 5 sao, được chưa? Mình đánh giá cái video này 5 sao thì mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của nó và mọi người sẽ hiểu rõ ngay cái mà mình muốn đưa đến cho mọi người là gì. Mọi người chỉ cần làm những cái đánh giá này và mọi người sẽ kiếm được tiền, được chưa? Thì như vậy thành công rồi này, đó, thành công rồi. Tiếp tục mình sẽ đánh giá ở đây, tiếp tục nhá. Đánh giá hai bài thì mọi người sẽ thấy được ngay. Thì tiếp tục cái video thứ hai mình lại tiếp tục mình đánh giá, được chưa? Mọi người sẽ thấy đây, mình sẽ đánh giá thành công. Thì như vậy sau khi mình đánh giá thành công rồi thì mình sẽ nhận được ngay ở cái ví linh hoạt của mình sẽ là 2 đô. Và mình sẽ rút nha. Mình sẽ rút như thế nào thì mọi người sẽ thấy ngay ở đây, chính là cái phần rút này, được chưa? Mình sẽ add cái địa chỉ ví vào, địa chỉ ví đây, mình sẽ rút này, địa chỉ ví này và số tiền này. Thế tiếp tục như vậy mình bấm xác nhận thôi, bấm xác nhận này. Như vậy này mọi người sẽ thấy nó thành công ngay khi mọi người có thể nhận được cái tiền về. Và mình cũng sẽ show ngay cho mọi người thấy liệu tiền có về hay không nha, được chưa? Mọi người hiểu cái thức rút cái tiền này, mọi người chỉ cần điền một số cái phần thông tin đó. Thì như vậy mình đã rút thành công rồi, được chưa? Mình đã rút thành công là 2 đô đấy, rút tiền thành công này đó. Và đợi một chút là mình sẽ nói thêm một phần nữa là phần gì, cái phần mời bạn bè này. Cái phần mời bạn bè ở đây thì mọi người sẽ thấy ngay. Ok này đó, thì mọi người chuyển sao chép, mọi người chia sẻ trang mạng xã hội như Facebook này, TikTok này, Zalo, tất cả những trang mạng xã hội mọi người có thể tiếp cận đến, được chưa? Và mọi người sẽ kiếm được tiền trên con app này nha. Thì ok, như vậy là mọi người sẽ thấy ngay ở đây mình đã nhận ngay được 2 đô và mọi người show ngay cho mọi người thấy ngay nha. Đó, nhận ngay được 2 đô la rồi. Thì ok, như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người ở video sau nha.